Sau Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục giới thiệu cả nhà chiếc rửa bát TAE6, một chiếc máy đời mới hiện đại đẹp, để mã số 18. Dòng này hai cánh mở xuống dưới, chiều cao 60 phân các bác nhé. Phù hợp với những cái bếp mà từ mặt đá đến đáy tủ bếp là 60 phân. Chiều ngang này thì tất cả các máy Nhật đều 55. Phải luôn nội thất cho các bác. Dòng đời cao thì là nội thất sạch đẹp rồi, nói chung là không có gì để chê cái dòng máy này rồi. Giá thành thì năm nay rẻ bằng nửa năm ngoái thôi các bạn. Năm ngoái chiếc này toàn 11, 12 triệu đấy. Năm nay chiếc này em bán là 5 triệu 9 nhé, bảo hành 1 năm. Đời 2018 ạ. Đời 2018 coi nhé. 2018. Đây AE6 CG máy 0214. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ nhé. Các tính năng thì cơ bản máy rửa bát thì Nhật thì không có gì thay đổi nhiều rồi. Các chế độ rửa thế này thôi. Thời gian sấy các thứ rồi. Cái này là hẹn giờ các bác. Hẹn giờ thì để hẹn được cái chế độ tiêu chuẩn này các bác nhé. Đấy. Bấm rửa. Và này cái nút play nó vẫn để màu đen luôn, nó không để màu vàng. Mặt mũi này nguyên bản này các bạn này. TAE6 nhé. 5 triệu 9 cho một chiếc máy TA đời 2018. Đầu năm ngoái thì chiếc TL3 Panasonic, những cái mẫu kia các bạn, TL3 đấy. 5 triệu rưỡi. TL5 6 triệu 2. Mẫu này 11, 12 triệu này. Năm nay 5 triệu 9. Quá tranh thủ sắm cho một chiếc mùa đông miền Bắc rất là lạnh. Đấy. Ăn cơm xong cả nhà có cái máy rửa bát, nữa phải nhìn nhau, giải phóng sức lao động cho chị em rất là thích hợp đấy ạ. Địa chỉ số điện thoại của em đây nhé. Chào các bạn.